quay trở lại với kênh Khu Tài Gaming. Mỗi ngày một clip đeo răng, clip ngày hôm nay lên cho anh em con Tezilla tập mạnh thiên hỏa này mà. Bữa anh em yêu cầu con này khá là nhiều, đúng không? Cứ vô comment là Tezilla rồi Masa. Ừ, thì thôi tôi cũng chịu mấy ông vậy. Đấy, mấy ông coi clip thì nhớ bấm một like, một sub rồi. Mấy ông có muốn coi con gì thì comment bên dưới nha. Đó, mấy ông thích coi con gì comment phía dưới rồi cảnh cảnh thì tôi làm cho mấy ông coi. Con Tezilla với con Masa, hai cái con này được mấy ông bình luận là rất nhiều ở các clip. Thì để tôi ráng tôi làm cái trận này cho nó hay hay một chút. Ừ, cho trận này nó căng căng một tí. Chứ mà game nó nhàn quá thì nó cũng hơi kỳ. Gì đây? Như là tôi chặn lính nha. Cỏ tôi luôn hả? Chết mẹ chiến này kìa. Mẹ chiến này kìa mấy ông ơi. Má nó lên sớm quá anh em mà đi chặn lính mà nó sớm quá. Đi chặn lính mà gặp Angela là cút rồi. Bậy rồi anh em. Bậy rồi. Chặn lính mà Angela nó lên đầu cũng với con lính thì nó vừa bùa xanh xong nó bay ra liền. Quá nhanh anh em. Không sao không bị mất lính rồi cũng được. Bên mình Ruby sub. Có Leslie trong này lên tăng Agus nữa. Đi cặp với rồng thì mình nghĩ nó cũng là kiểu hơi căng anh em. Rồng mà đam nó to lắm. Đấm lính thôi anh em, đấm lính thôi chứ đánh nhau nó nghĩ là mệt mỏi á. Mệt mỏi đó. Lên này trước đi rồi lên này anh em. Lên giày giáp đi tại bên nó linh thấy không? Bên nó cũng là con linh thì đam cũng là đam vật lý. Nên là mình nghĩ mình lên giày giáp trước thì nó ok hơn. Nó nai sự hơn nè. Ok anh rồng. À thốn á. Thốn á. Thốn anh em ơi, má của nó không chung rồi. Nó chạy nhanh quá, nó chạy nhanh, nó nhấp nhả nhanh quá. Dưới cơ rồi anh em, dưới cơ rồi, dưới cơ nó rồi. Nó trên cơ mình rồi anh em ạ, nó trên cơ mình rồi. Thậm chí nó còn cầm cái đồ tăng đam nữa anh em. Quả đá. Trên cơ nha, trên cơ nha. Mít nó cũng lên đây nữa, đã trên cơ rồi, thằng Mít còn chạy lên đây nữa. Nó lên lấy 4. Nó lên lấy 4 bẻ ga rùa anh em. Giờ team nó nhiều 4 hơn bên mình, chắc chắn. Cả bên mình 4 mà Ruby không bên 4 được. Má đâu ra vậy cha? Đâu ra vậy cha? Đâu ra vậy cha? Nó đâu ra vậy ông nội? Đâu ra vậy? Đâu ra ghê quá vậy? Đâu ra vậy? Núp luồn luồn ha, khó chịu ha. Má nó trên cơ mình anh em ơi. Nó đấm mình chết, nó đấm mình xỉu anh em ạ. Nó mới mất khóa đá rồi, chết hai mạng rồi, chết người xong. Thứ ba vô target rồi. Liều thấy ghê quá. Cái này nó mới chết. Cái này nó mới xỉu nè. Cái nữa nó mới xỉu. Mà không dám lên. Mất công linh đồ này kia. Thấy bắt đầu là mình cũng trên lại ảnh xíu rồi đó. Mình cũng trên lại cũng ngang với anh xíu rồi đó. Có đồ cũng ngang với anh tí rồi đó. Gõ đánh trước đi. Ok, gõ đánh trước. Ép. Gõ trụ luôn em ơi. Gõ trụ luôn. Gõ tới luôn. Má gõ được nhiều hay nhiều. Bỏ tới nơi tới chốn rồi, bỏ tới nơi tới chốn luôn. Hát mana hả ta? Linh nó xanh phết anh em. Ừ, rỉa máu chúng nè. Rỉa chiêu một chúng là được rồi. Rỉa chiêu một chúng lấy máu là ngon. Mình mà mất chiêu một hả, ba gã tán mình liền á. Đâm tay hả anh em, đâm tay thôi. Coi chừng Linh nó lên á. Má tôi nghiền Linh nó lên quá vậy. Kệ nó đi mấy em. Hai thằng cùng farm với nhau. Linh nó xanh nè. Linh nó một đống tiền kìa. Rồi xong Kagu đi à. Kagu lên dĩa. Diên được không? Ừ úp lòng được, úp lòng được chắc lập được một mạng. Đường chạy thì hơi xa. Không vẫn sống nha, vẫn sống. Diên vẫn sống.
Ok, nó xỉu rồi, nó xỉu rồi anh em, nó xỉu rồi. Nhìn biết phải đó, nó xỉu rồi. Má tóc bậy anh em, tóc phí rồi, tóc phí rồi. Ôi gồng ga nữa hả? Gồng ga nữa hả? Dữ vậy. Gồng ga nó dữ vậy. Trời, hóa đá luôn vậy cha. Ghê vậy cha. Ghê vậy cha. Ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy. Tôi đập lính tôi hồi máu với ông, tôi đập lính tôi hồi máu với ông mạnh đi tôi cũng mạnh với ông. Ông có máu chắc tôi có, chắc có mình không có. Ừ, chắc có mình không có à. Có mình không có hồi máu rồi, mấy khác không ai có. Có mình không có rồi, có mình không có thôi ông rộng. Mình đợi đính lên mình hồi máu tiếp anh. Ừ, mình đợi đính lên mình đập anh ti vô đầu gồng luôn nè. Hồi máu chứ anh em gồng trong mũi á. Hồi máu lên trước là mình đâu có sợ ăn rồng nữa. Đâu có sợ ăn rồng nữa anh em. Nó cũng hồi máu nha, nó cũng hồi máu ghê lắm nha. Nó cũng hồi máu ngang ngang với mình á. Nói chung là hai con này cũng hồi máu ngang cơ với nhau anh em. Xanh lại đó anh em, xanh lại đó. Đầu game hơi thọt anh em, đầu game hơi thọt chứ giờ xanh lại đó. Đầu game chấp nó hai nháy anh em à. Rồng ăn mình hai mạng, bây giờ mình ổn áp lại xíu rồi. Đẹp lính chết mẹ luôn rồi. Team quýnh lộn với boss này, lính nhưng mình phải đép chứ ai đép giờ. Lính phải đép chứ ai đép giờ. Đép xong chạy qua này kiếm Xabi Angela gì ở đây nè không? Coi anh gồng. Ngó anh gồng giết nào, ngó anh gồng giết nào. Hoặc là gồng bay ở đây. Đó, hoặc là gồng bay ở đây. Bay ở đây gõ tiêu đồng nó chết. Đó, bay ở đây gõ tiêu đồng nó chết. Tại vì thằng Savi với thằng Xavier với lại Angela nó chạy rồi, nó chạy mất tiêu rồi. Không có bắt được đâu. Chỉ đánh mấy thằng ở gần thôi. Gõ nó nửa cây mấy ông, gõ nó nửa cây chơi. Gõ nó thống thốn vậy được rồi anh em. Chứ mình giết nó đâu được đâu. Đánh tay giết la lấy đam đầu giết nó. Từ đi tôi lên tôi gõ ở trên cái nam, tôi gõ lính trên cái. Má mà muốn lộn nhiều quá, tôi chưa gõ lính ở trên gì hết trơn á. Má lính còn đóng luôn á, thì có lính còn đóng luôn á. Rồi dọn lính đi lấy trụ đó. Ép gỏng đây chơi mình. Chặn lính đập mày nè, chặn lính đập mày. Biết chặn được ta, coi chừng lính nó bay lên á. Nếu mà chặn lính coi chừng lính, tại vì có con rùa ở đây nè. Đó, 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 má thấy không, thấy không, thấy không. À, chặn lính chiến này chắc đi rồi đi. Chặn lính chiến này chắc là lính dữ nhiều rồi. Hên nó còn tỉnh đó, còn tỉnh đó, nghe tôi nói đâu có sai đâu anh em. Coi chừng lính nó bay lên y chóc luôn. Còn lính bay gam hết thôi. Bay gam hết thôi. Mày tôi gõ hụt rồi. Tôi gõ hụt rồi, tôi gõ hụt rồi. Sao? Tôi gõ hụt nhưng mà khả năng hồi máu là có này. Rồi, tôi cua. Không được anh em ơi, chúng không được. Không nổi, nổi, nổi. Ừ, được, hay hay, có Leslie bắn phụ, Leslie bắn phụ. Tóc biến lên gõ chứ. Tóc biến lên gõ chứ mấy ông, tóc biến lên gõ chứ. Này lách hay ha, lách qua trái, lách qua phải ha. Nó lách lách, vậy là mình gõ hụt quá anh em ạ. Nhưng mà nhiệm vụ tăng mình cũng được ha, anh em, mình cũng làm tăng được chứ. Nói chung là clip con này mình cũng không có hay á. Nên là tôi cũng làm biến đánh mấy con quỷ này mấy ông. Mình đánh con Tesla nó không được hay. Nên là mấy ông đánh đầu mình cũng chơi là vậy á. Lâu có clip con này. Tại đánh ngu quá đi, tại đánh ngu quá chứ mình đánh ngu. Mình đánh hay là có clip rồi. Mình đánh ngu quá mà. Ok, nó nhập anh em. Nó nhập thì mình gõ luôn chứ. Má nó nhập thì mình gõ luôn chứ mình đâu có ngại đâu. Tại mình cũng có người lên mà anh em, mình cũng có người lên mà. Lệnh nó. Đúng rồi, phải vậy chứ. Tăng cơ mẫu mực của team mà. Tăng cơ má cứng ngắt. Má tăng cứng như sấm. Tăng cỡ này thì thôi chứ, má tăng cỡ này thì thôi chứ. Thằng Linh nó không làm việc gì mình đâu, phải không? Thằng Linh nó không làm việc gì mình đâu. Linh gặp con te là nó chán mẹ rồi. Thiệt nó chán mẹ đời rồi. Có con rồng nó đánh còn ngang ngang với mình được chứ, mấy con khác đâu có tác dụng đâu anh em thấy không? Bao châu, châu khùng châu dại luôn. Vừa châu vừa có máu vừa có tí đam. Có một chút khống chế anh em ạ.
Nói chung mình cũng có này có kia, được. Cũng gọi là có một chút gì đó ổn định. Nhấp gai đi, nhấp gai để chống linh. Nhấp gai mình chống linh, với lại mình chống thằng thằng gì ta, thằng Agus anh em ạ. Agus nó lên, Agus nó lên chí mày. Để mình đi chung với team rồi mình làm dàn tăng cho con Leslie nó được free shot. Nó được bắn, Leslie nó phải được bắn thì mới win được. Leslie không được bắn là thua. Gì vậy, tôi mới chạy anh trên thì cái cũng bị lụm rồi, chắc chắn rồi. Má vừa mới nhích cái giò lên trên luôn á, thì cái cũng bị lụm rồi. Kiểu vậy. Để nó kệ nó, để cũng bị kéo về trước anh em, để cũng bị kéo về trước. Thấy không? Thấy không? Để cũng bị kéo về trước cái đã. Từ từ từ. À, để Ruby nó kéo về xong mình đập anti là trúng rồi nè. Chỉ cần đơn giản vậy thôi nè. Anti cầm cái tập biến là khỏi né luôn. Ủa, Agus nó solo nó ăn Jin rồi. Vãi nồi vậy, Agus solo ăn Jin mẹ ơi. Đẩy nhanh chạy tới. Đẩy lẹ ra, đẩy lẹ ra. Rồi, nhìn qua này biết hỏng rồi, qua này Leslie biết bắn anti nữa không? À, Leslie biết bắn anti nữa, chịu luôn á. Đi rồi, đi bắn anti biết đi rồi. Cũng vậy à, Gia La nhập vô sao chạy? Ủa, né được hay vậy? Né được ghê vậy, né được ghê vậy. Ủa, chạy được luôn kìa, ghê vậy. Rồi, chút rồi, Gia La tốt biết. Hết cứu rồi. Á, à, Linh nó xanh lè, mấy không? Á, à, Linh nó xanh lè, xanh lét. Jin cút rồi. Jin bị hang này thả diều tới chết rồi. Sao chạy được, hang này chú thả diều sao chạy được. Jin biết Jin chết rồi. Death lock. Nó tán bởi nhà. Oh, này Leslie không được bắn. Linh thì nó xanh. Linh thì nó xanh lè. Linh đánh cặp với Gia La xanh quá. Has long forgotten. Hay rất thì mình rõ nó vẫn được anh em. Không được lắm đâu nha, không được không nha. Không được lắm anh em mà không được lắm. Không được làm mấy, không được làm mấy anh em, không được làm mấy. Má nó chọt đau quá, hay rất nó chọt đau. Ô con chó vậy. Trời ơi trắng máu lết về được luôn kìa. Khó quá ta. Tan nát rồi mấy anh hai ơi. Lay game rồi, gỡ không được rồi. Đầu game quýnh được chứ giờ tầm này đánh hết nổi. Cơ bản là team nó nhiều đam quá. Team nó phép cũng nhiều đam mà gừng nó cũng nhiều đam. Bên mình gừng con Jin là úp lòng được một thằng thôi. Nhiều khi úp lòng còn không chết nữa. Mình chung quyên chỉ là tăng cơ đi mà. Đúng không? Mình chung quyên chỉ là tăng cơ. Giờ phải đợi Leslie. Phải đợi Leslie xanh thì mới đánh được. Xanh gãy. Light to darkness is just a moment away. Đợi Leslie. Đợi không nổi. Ngày đợi không nổi. Rồi Kai Gu đi rồi. Đang cũng gãy anh em. Yếu máu rồi, yếu máu. Ubi ra, Ubi bốc hơi luôn. Từ được một hàng hai. Gồng trước nè bạn. Bắn đi bạn, ừ bắn đi bạn. Được nào trước hay đó bạn. Mình khống chế lại thì Leslie nó phải bắn được cái đó thì mới gây đam được chứ mình khống chế mà Leslie nó bắn thì cũng vậy à, cũng như không à. Cho Leslie nó bắn. Tăng hết sức bình sinh để Leslie nó bắn cánh đi. Chết
mẹ cái cũng bị chọt không tốt. Linh nó nhập lên. À, Linh nó nhập lên mấy ông. Gather up the Lord. Attack the Lord. Anh Gia La mới nhập rồi đúng không? Gia La mới nhập rồi, giờ này nó hết nhập rồi. Ok. Bùa cái nhẹ. Mẹ cái con bị Agus ta đè phía sau nữa. Rồi xong rồi. Ok, hay quá. Tôi đập ngay tại chỗ này mà, tôi đập ngay tại chỗ. Ừ, trời ơi, vẫn chết phải không? Má, vẫn chết. Tôi đập ngay tại chỗ dính Linh. Tại vì tôi biết con Linh là nó sẽ kiểu nó lướt nó lượm kiếm á, nên là mình đập ngay tại chỗ này mà, đập ngay cái dòng kiếm đó mà. Ok, 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 nó bị đẩy ra. Ok, nó bị TNT. Ok, 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 nó cút, nó cút, nó cút, nó cút, nó cút. Lót được á, lót được á. Vừa chạy ra lót vừa đi lính, hiểu không? Vừa chạy ra lót vừa đi lính, ở nhà có cây cũng có đép. Lót cũng đam đi, ờ cũng biết có đam đâu, cũng nguy hiểm, cũng tăng, cũng có đam méo đâu cũng. Trời ơi, gì? Trời ơi, lót đi ông nội, lết ly, còn gì nữa. Má, lót trước cái đi. Lót trước cái đi, còn gì nữa. Thằng anh Gia La, nãy giờ anh Gia La nó vô cái S được. Đúng không? Nãy giờ anh Gia La vô cái S được thì nó cũng kỳ. Nó cũng bậy. Má đập cái tì đấy, hùng nó mình không sợ luôn. Nó không sợ luôn, hùng nó mình không sợ luôn. Đập để hùng quá đó, đập để hùng quá đó. Thằng Linh nó đâu có sợ đâu, té la đâu có sợ Linh. Thằng Linh nó đâu sợ tụi mình đâu. Nó lướt không à, đâu có ngại mình đâu anh em. Leslie có độ rồi đó, Leslie 12.000 rồi, Leslie bắn được rồi. Ơi ơi ơi, Kagu đi rồi. Má, Kagu lẻ là Kagu đi rồi. Má, Kagu lẻ là Kagu đi rồi. Tăng anh em mình, tăng mình, tăng. Dính tên ti nè. Rồi đi đó, thấy không? Dính tên ti là đi rồi. Ly bỏ đi bạn, để tôi bạn ơi. Rồi để Ngụy lo đi. Chứ mình tù lắm anh Gia La, hãy dìu mình là mình chết anh em ạ. Để team mới lo, để team mới lo. Nó không phải nhiệm vụ của mình, mình tù lắm, Tây La mình tù lắm. Đập anh Ti trúng Linh là ngon rồi, chỉ cần như đó đủ rồi. Nhiệm vụ mình xong rồi đó. Cái anh Ti của mình nó phải chuẩn. Nó mới có tác dụng mà được. Đi để lính chứ hơi sức đầu đi dí anh Gia La. Má nó tán. Trời ơi, má ơi, nó tán, nó tán. Chết, khó, đơn giản anh em. Tinh ra nữa kìa. Nhiệm vụ mình nó chỉ cần vô đây thôi anh em. Chỉ cần vậy thôi anh em. Câu giờ, câu chiêu rồi các kiểu. Hết sức. Win được không? Ừ, bắt được Linh ngon. Win được rồi nè. Nó còn xa phía, nó còn xa phía. Tôi đấu cho anh Gia anh Tì đâu. Tôi đấu cho anh Gia La anh Tì đâu. Tôi bỏ lính tôi hồi máu nha mọi người. Tôi bỏ lính tôi hồi máu. Ừ, lít lý bắn được kìa. Win đó. Ngon rồi nè. Xong. Rồi, cuối cùng cũng xong clip Tezilla. Clip này thì nó hơi chán anh em, tôi quýnh hơi ngu thì anh em thông cảm đi. Chứ giờ kêu quýnh làm clip con tôi không thuận tay thì chịu rồi. Chịu anh em ạ, chịu, chắc chắn không MVP. Nhưng mà cũng được cục vàng, cũng được cục vàng, cũng được. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi clip Tezilla hơi tấu hề của tôi. Anh em cho một nút like, một nút đăng ký kênh. Ai có nhu cầu mua kim cương, mua skin, nhắn tin fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Chúc anh em một ngày vui. Bye bye anh em. Bye bye.